Đi đâu em cầm gì về vậy? Trời trời ơi, BB có cặp tiền nữa. Quá trời tiền luôn. Rồi BB đi. BB lỡ bên này đâu rồi? Đâu vậy? Đi đi. Bao nhiêu tiền BB? Đâu đếm bao nhiêu tiền? Ai cho em vậy? Ai cho em cái này? Em xuống coi coi hết cái này là gì vậy? BB. Đây nè em coi mấy gói còn lại, để xuống luôn, để xuống luôn. Hay vô nhà đi cho nó sáng hả? Cái này BB lấy mà, BB đi BB sử dụng đi cho anh hả? Rồi rồi, anh thích chờ cầm kia vô. Cầm vô giùm. BB ơi. Cái này của em hả? À. Rồi rồi. BB. Em cầm cái này về có tiền nè. B. Có em nè. Vô đây. Vô đây ngồi đi đâu mặt mày dính son tùm lum vậy? Để trang điểm cho đẹp gái rồi đi. Thấy cái mặt không? Anh cho thấy mặt. Trời nay Kim Tiến nè. Rồi BB có cái này cho có đãi cho anh ăn không? Có rồi. Cái này của em á em. Để tắt cái này đàng quét rồi bật lên rồi. Bao nhiêu tiền em vạch ra cái này, cái gì BB? Anh bất ngờ BB đem quà quà này về. Cái này đem về để tôi vào phải không? Phải không em? Cái này thôi một bọc tiền, hai bọc này bọc gì BB dạch cho anh coi luôn. Dạch đi, mình có còn tiền vàng gì trong đây sao? Giờ BB đổi đời sao? B. Cái này là gì em? Cái bộ có BB đem về quý vị. Rồi cái này em đem về em ăn hả? Đem ở cho dở rồi đem về cho mẹ kho ăn. BB có ăn cái này không? Có hả? Vậy có ăn mình cất đi, cái này cũng còn mới mà. Cái này là người ta gọi gì BB biết không? Đồ cúng. Đồ cúng mà gọi đi, bộ này bộ gì? BB để rồi BB để dành ăn. BB đếm bao nhiêu tiền rồi bỏ tiền túi đi. 28 ngàn hả? Rồi BB hôm nay BB đi đâu về mà BB chỉ ăn để đập gái vậy? Đi chơi bạn trai, anh nghe hôm nay là có bạn trai hai người vô chở em đi mà đúng không? Hút đâu ạ? Em hỏi ai vậy? Hút em mua nhờ. Đây nè em hút đây luôn nè. À nay bạn trai của em mua mấy bánh tráng mà em xuống nè. Hôm bữa nghe tên em nhắc ảnh lập ton cho em, hôm nay là anh dắt ảnh xuống để lập ton cho em. Em chuẩn bị tâm sẵn chưa? Dạ, hôm nay là bạn trai BB mua bánh tráng cho BB luôn đó. Đó. Con mà trang cho còn mấy tấm kìa. Anh kia anh lấy nên nào lọt BB nha. BB nói BB nó lập ton đi, BB mới thương kìa. Bạn mấy đó. Cái này mới lọt được. B. Em có ăn cái bộ đó thì đem cho mẹ làm nóng lại, bỏ vô ăn lại. BB đem bánh tráng cho mẹ. Ủa BB, bữa anh coi cái clip kia em nói là mẹ em là hàng xóm là sao vậy? Cho anh hỏi cái này nè. Sao bữa nói mẹ là người hàng xóm? Mẹ là mẹ chứ sao là mẹ là người hàng xóm? Ai biết hàng xóm gì không? Ai? Cái cô đó là ai? Cái bên có gì không? Cái bên là ai? Là cô đó cô gì, quan hệ gì với em? Quan hệ gì đâu. Vậy sao em cho cô đó bịt phòng bánh tráng vậy? Ăn chứ sao? Mà cô đó là gì mà em cho? Ai? Ê trời ơi, xin lỗi BB nha, xém nữa đạp bộ tâm sinh của BB rồi. Trời ơi, đúng rồi em, giỏi BB, anh đạp cái nữa. Đó, này, bạn trai của BB mua 3 bịch bánh tráng cho BB luôn. Em ăn thử ngon em, bánh tráng em mua đó. Ăn đi. Rồi cái bộ đó ai khi nào em ăn vậy? Cái này BB để dành ăn cơm hả? Rồi BB đem qua cho cô hàng xóm cất giùm đi hay sao? Giờ đem qua cho cô hàng xóm đi, cất đi. Mẹ cất này đi. Hai tối nay em dành em ăn luôn hả? Em định em ăn cái này luôn hả? Đúng rồi, này mai ăn. Mai ăn hả? Mai ăn gì cất đi, kiếm chỗ nào cất đi.
Rồi hai cái gói này là BB có sử dụng không? Không mưa. Không có gói sử dụng thì BB quăng nó đi, ram ra rải đi. Còn BB ăn cái này thì BB BB giữ lại, BB ăn. BB làm nóng lại đó ha, đem qua bà hàng xóm của BB á. BB đem ba mẹ đi. Em gọi cái này gọi em cắt ngày mai. À, cắt. Rồi, bây giờ em để trong đây tối em ăn luôn hả? Là để em để cắt trong đây luôn, khỏi đem qua mẹ cắt hả? Em cắt mai mới ăn. Ừ, bây giờ cắt đi. Cắt đi rồi nói chuyện khác với Bibi. Hôm nay tưởng Bibi hẹn bạn trai đi chơi chứ. Anh nghe cái mẹ các em nói là cái hai anh nào rủ em nướng cà phê rồi đó. Sáng anh nào chở anh đi vậy Bi? Anh cho nào chở anh đi vậy? Nhớ không? Đi mà. Em ngồi lên xe của anh nào kìa. Hồi sáng á. Chở em lẩu con nét á. Đi có mình. Đi mình hả? Nay BB trang điểm lên nhìn rất là xinh gái nha quý vị. Và hôm nay BB đem cái này về rất là bất ngờ. Em cũng từ với BB đi từ đường về mà BB Ủa em lượm cái này ra đâu hả Bi? Anh lúc nãy anh đi với em cùng vậy em đi vô đây mà anh đâu thấy cái này đâu. Giờ BB cắt cái đó vô đi. Hay BB muốn ăn bây giờ? Rồi hôm nay mọi người nghe bữa BB đòi muốn lấy chồng. Hôm nay anh có dắt cái bạn trai em đến này, em có nói gì ảnh không? Đây này bạn trai của BB đang ngồi quay nè. Nói sao? Hôm nay có ảnh là nói ảnh ra vấn đề gì đi. Vợ em nói là lập cái to này anh mới chịu đó. Chỉ bữa anh với em nói chuyện thì nói bữa nay anh dắt bạn trai em đến thôi chứ nói gì. Sao anh biết bạn trai em chờ? Thì rồi cất nhà lập tên cho em mà. Ủa? Đâu? Của em đâu rồi? Của em? Nói lấy ơi. Của em là của gì? Thì bây giờ bạn trai mua bánh tráng này BB ăn cái đi rồi thôi em đem cái này qua cho mẹ em đi rồi nói chuyện tiếp chứ để bây giờ nguội lạnh đó mình lại đó BB đem quà qua cho mẹ nè quý vị. Sao em để vào đây vậy? Đem qua cho mẹ để mẹ mai nấu ăn đỡ đi chợ. Ủa sao em để ngoài đường vậy BB? Mưa gió sao em? Cái đó em giữ lại hả? Đúng rồi. Ok, còn cái bục giấy đó em lấy tiền rồi sao không quăng nó luôn đi, em để đi chi vô nhà rác không? Cái đó định đi nước. À định đi nước hả? Rồi em đem cái này qua cho cô mẹ đi để mai mai nấu ăn cho em ăn, kho lại cho em ăn. Dọn rồi mà mới dọn xong rồi. Đừng để đây trời đất trời mưa rồi sao? Hay có cái con chuột nó vô nó ăn sao? Con gì rồi sao? Đem qua đi. BB đi đi qua hôm nay anh sẽ chưa quay nhà giỏi hàng chưa dắt xe đâu qua tới bển vậy đi rồi BB đem quà cho mẹ được rồi để đi em đem qua bển đi để đây mưa gió rồi có mưa rỉ nhiễu năm năm kìa không ơi ok em kêu cô hàng xóm đem qua lấy cái này về đây BB đem cái này qua cho mẹ đi rồi sao vậy rồi nè BB đem qua nè đúng rồi đem qua biểu mẹ kho hay gì đó được rồi không cần đem đâu vậy cái này để tối nay em ăn luôn hả không ừ. Em để đây chi vậy tối nay em ăn luôn đó BB hỏi bạn trai BB ở đâu BB ơi dạ đem cái kia qua cho mẹ em đi anh có điện thoại rồi đi. Anh có điện thoại rồi đi BB sao BB đem cái đó rồi đây mà không đem qua kia luôn vậy anh thắc mắc á đã được rồi xíu mai hả
Em để về đó là tối ăn đau bụng chết. Đem là đem qua cho mẹ nấu lại ha, đem đậy nắp lại. Rồi em kiếm cái dĩa em đậy nắp lại đi. Đó có cái dĩa rồi đi kia kìa. Đậy nắp lại chứ. Rồi, đãi được rồi, xíu nữa. Xíu nữa là sao? Dẹp đem vô luôn thì sao bây giờ, sao mà không đẩy lại? Thì bì bỏ ngoài đây như vậy nè, quý khán giả. Hồ Tam Sơn cúng ngoài đường thì bì tôm được 3 con tôm. Một cái trứng rồi đậy lại cho bì để có trời mưa trời gió thì ăn dễ bị đau bụng không biết. Hôm nay anh thấy cái baby có cái thùng cạc tông gì có nước ngọt nhiều ha baby. Ai mua cho baby vậy? Hả? Baby ăn bánh tráng đi. Thuốc em đâu rồi, ngoài lấy đi. Em thuốc gì vậy? À thuốc mua để làm gì? Baby đem cái này qua cho mẹ đi rồi đem hộp thuốc rồi cho baby. Được rồi mẹ, đẩy hồi đem dọn. Ủa mà tại sao anh đẩy ra cái nắp rồi em lấy ra đó baby? Đẩy đi. Sao không đẩy nắp lại mà lấy cái nắp ra để ăn gió hơi gió vô ăn đau bụng sao? Hộp thuốc đâu rồi? Hộp thuốc gì? Đi lấy hộp thuốc. Hộp thuốc gì? Hộp thuốc màu. Màu gì? Màu nãy anh mua. Đâu rồi? Đâu rồi thôi. Này Bibi tìm gì? Thì Bibi vô nhà đi. Bibi ăn bánh tráng đi, bạn trai của Bibi mua cho Bibi á. Anh mua. Hả? Ủa vậy Bibi nhớ anh mua à? Thì anh mua tẩy cho baby đó, baby đòi nhộm đầu.